Xin chào bạn, tôi chị Sao Việt Đức đây. Mình vừa cắt bao đầu cho một chị nam 28 tuổi bạn ạ. Mãi chưa có người yêu. Bao đầu dài. Và đây là kết quả sau khi tôi cắt đây. Các bạn thấy là có đau không em? Không đâu, khi thẳng nói Đấy, thì các bạn thấy là cái vết mổ nó như thể là nó gá với nhau ấy. Quá đẹp luôn rồi nha. Các bạn thấy không? Mổ như không mổ luôn. Sau vết sẹo này nó rất là phẳng các bạn, nó mềm phẳng, nó như một cái nếp da thôi, gần như không có sẹo các bạn nhé. Đấy, rồi băng lại xong rồi, thanh chụp ảnh.